đi theo chứ. Chị em lo cho cà rốt trước rồi em ăn. Đây còn có tô à? Đây bẻ liền ta nha đó. Giá giá này tô phở này nó bán đây rồi bao nhiêu? Tô là đi 35.000. 35.000 là được. 35.000 phở tái đó. Hôm qua mình cũng ăn là tô 35.000. Dạ. Ăn thấy được không? Cho ý kiến. Cái này ăn cũng được chứ không bằng phở của hai trung lương. Chưa ngủ phải không? À, thở ra ngủ ăn. Trời quá. Ăn qua cái miệng nó ăn miệng nó xíu. Rồi đốt em cần hỏi đâu con ơi. Ăn ăn xong tỏi còn cô la ngậm mà mình tỏi đó hồi nó văng bún ra ngoài luôn á. Ngon lắm. Ngon. À. Đúng rồi rồi cho kêu lúc mà mình ăn lên đi con. Ăn lên còn hãy nhìn rốt rốt cho ăn nhanh lên. Sao đó con ăn đi ăn ơi. À. Ngon ha. Ngon.